cả mọi người đã đến với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một khu dân cư rất là đẹp tại Nhà Bè. Khu dân cư là Thái Sơn Nhà Bè. Thì với khu dân cư này thì bao gồm rất là nhiều biệt thự với diện tích là 10 x 25 và nằm trên một cái trục đường thông từ Lê Văn Lương sang với Nguyễn Hữu Thọ. Với khu dân cư này thì rất là tiện lợi và kế bên cái khu đô thị GS Metro City 350 hectare. Tổng quan sơ qua về khu dân cư Thái Sơn của Bộ Quốc phòng với tổng diện tích là 198.969 m², quy hoạch gồm 436 nền nhà biệt thự và toàn bộ diện tích ở đây là khoảng là 10 x 25 và một số căn góc thì có thể diện tích lớn hơn. Được xây dựng một trệt, hai lầu, áp mái, sân thượng và quy cách xây dựng đó là chừa trước 5m và chừa sau 2m và bên hông 2m. Đây là cái mẫu cũ ha, theo như cái mẫu mới thì có thể xây dựng được cao hơn và có thể là mẫu sẽ đẹp hơn. Thì sau đây Phước Sửu sẽ phân tích khoảng 6 lý do để chọn mua cái dự án khu dân cư Thái Sơn của Bộ Quốc phòng. Thì thứ nhất là vị trí của dự án vô cùng đắc địa, tọa lạc ngay trung tâm phát triển của Nam Sài Gòn và được quy hoạch hiện đại đồng bộ như đã hình thành. Như Phước Sửu đang bay lôi cam thì dự án khá chuẩn chỉnh. Vị trí của dự án là nằm ngay trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, là tuyến đường chính của thành phố phát triển về phía Long An. Dự án cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng là 6 km, đối diện gần như đối diện với lại Phú Mỹ Hưng 2, là một cái sân golf 18 lỗ, trường quốc tế Mỹ và nhiều khu biệt thự căn hộ cao cấp của tập đoàn Phú Long Kiến Á giống như La Villa, nay sao Vina Capital. Bên cạnh đó chỉ mất ít phút là đã qua đến khu đô thị kiểu mẫu là 400 hectare của Phú Mỹ Hưng, là một cái khu đang phát triển rất là phồn hoa và sầm uất. Và cũng chỉ mất khoảng 15 phút đi đến trung tâm thành phố. Và một cái điều đặc biệt chỗ tại dự án này thì chỉ khoảng 5 phút là đến cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì hiện tại là chuẩn bị hợp long hai cái đó cuối cùng và sau này di chuyển về miền Trung, miền Tây. Hoặc mà mình có thể là đi về Cần Giờ, đi sân bay Long Thành. Hiện tại thì hệ thống giáo dục rất là nhiều trường hệ thống giáo dục xung quanh của dự án. Thứ nhất là trường Đại học Quốc tế RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, trường Quốc tế Nam Sài Gòn, trường Tiểu học Đinh Thiện Lý và rất là nhiều hệ thống bệnh viện như Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Pháp Việt và kế bên dự án là có Bệnh viện Nhà Bè. Cái yếu tố thứ hai là về pháp lý. Thì hiện tại thì chủ đầu tư đã hoàn thành gần như là 100% tất cả các lô đất ở đây và ở đây là có sổ hồng, thổ cư và sở hữu vĩnh viễn. Thì bây giờ là mua bán là có thể là sang tên công chứng ngay, nên về pháp lý là cực kỳ chắc chắn và hiện tại là đã có giấy phép xây dựng đầy đủ. Thì hiện tại có khoảng như Phước Sửu đang bay live cam và quay thực tế tại dự án thì có khoảng 6 căn nhà biệt thự đang xây dựng tại khu dân cư này nhé. Nên quý anh chị là yên tâm là coi như là cái dự án này là pháp lý cực kỳ chuẩn chỉnh. Cái yếu tố thứ ba đó là giá bán. Hiện tại cái giá bán của cái khu vực này thì gần như là nó chỉ bằng 1/3 với những cái giá bán khu vực. Và giống như là bên Phú Mỹ Hưng thì giá khoảng 200 mấy đến 300 triệu. Him Lam thì khoảng hơn 200 triệu. Những cái dự án xung quanh như dự án Zai Gai của Nhà Bè thì hiện tại giá đã khoảng 170 đến 180. Thì cái giá của khu vực này hiện tại tầm khoảng từ 60 đến 70-75 triệu một mét vuông tùy vị trí. Thì cái giá mức giá cũng còn khá là mềm để cho quý khách hàng lựa chọn để ở và đầu tư. Và có một điều đặc biệt ở đây thì khi mà sở hữu ở đây thì chủ đầu tư không có áp lực thời gian xây dựng, nên là mình có thể mua đất nền và khi nào mình có khả năng thì mình có thể xây dựng. Thứ tư mà Phước Sửu đang phân tích cho quý anh chị là đây là một cái cơ hội đầu tư. Thứ nhất là nằm trên trục
Bắc Nam là đường Nguyễn Hữu Thọ có rất là nhiều chuyển biến trong thời gian sắp tới, và dự kiến sẽ mở rộng con đường Nguyễn Hữu Thọ và sẽ có một cái tuyến metro số 4 đi từ Thành Xuân quận 12 đến Long An, là một tuyến metro dài nhất là đi ngang qua dự án này, và nó sẽ có rất là nhiều điểm dừng tại dự án và dễ dàng thông qua cái tuyến vành đai 3, tuyến metro sắp tới cũng đi ngang qua dự án ha. Rồi, và một cái điều đặc biệt là cái khu dân cư Thái Sơn của Bộ Quốc phòng này nó nằm trong một cái cụm khu dân cư rất là lớn tại Nhà Bè, nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ luôn, đó là khu dân cư GS Metro City, hay là lấy tên mới là Giai Gai Nhà Bè. Thì hiện tại đã triển khai đền bù xong và đã gần như hoàn thiện cái giai đoạn 1, là giai đoạn phân khu đầu tiên là Giai River Country One. Thì ở đây sẽ hình thành lên rất là nhiều chung cư và những cái biệt thự cao cấp và những cái tiện ích bậc nhất tại Việt Nam. Có thể là những cái tiện ích này sẽ cao cấp hơn cả Phú Mỹ Hưng. Nên đây là một trong những cái dự án đón chờ khi mà mình sở hữu được một mức giá rất là tốt tại dự án. Nhưng mà những cái tiện ích thì xung quanh khu vực giống như GS Nhà Bè thì mình cũng được sở hữu chung với lại cùng khu vực, và dự kiến sau này nó sẽ xác lập một mức giá mới ở khu vực này, và khu vực này thì sẽ là một cái nơi là rất là sầm uất, kinh doanh buôn bán thoải mái và tự do. Và có một điều đặc biệt là dọc theo tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ thì toàn là những cái khu dân cư lớn, nên nó là không có nhà dân nhiều, nên sau này cái khu Nhà Bè sẽ là một cái quận mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến trong vài năm tới thì Nhà Bè sẽ chuyển mình trở thành lên quận, và dự kiến sẽ trở thành một cái thành phố trong lòng thành phố. Thì để có nhiều cái thông tin hơn về dự án thì mọi người liên hệ với Phước Sửu theo số hotline bên dưới nha.